Lukaku lập cú đúp thần thánh World Cup cho tuyển Bỉ, fan MU coi thường Messi. Đội tuyển Bỉ đã có chiến thắng tưng bừng ngày ra quân, nổi bật nhất trong dàn sao quỷ đỏ phải kể đến Lukaku. Đội tuyển Bỉ ra quân gặp Panama với nhiều lời cảnh báo. World Cup 2018 đã chứng kiến không ít cú sốc và Argentina, Brazil, Đức đều ôm hận trước các đối thủ yếu hơn. Suốt hiệp 1, Bỉ tỏ ra bế tắc và vô duyên trước khung thành Panama. Có cả thảy 9 pha dứt điểm được tạo ra, nhưng quỷ đỏ không thể ghi bàn. Mọi chuyện chỉ được giải quyết sau giờ nghỉ với pha lập công tuyệt đẹp của Merten ở phút 47. Bàn mở tỷ số quan trọng đó giúp đội tuyển Bỉ trút bỏ hoàn toàn áp lực. Sau đó Lukaku đã có thêm 2 bàn thắng nữa để mang về chiến thắng cách biệt 3 bàn cho đội nhà. Đáng chú ý, 2 pha lập công của Lukaku đều rất đẹp. Anh có một pha đánh đầu rất dũng mãnh và một cú bấm bóng tinh tế loại thủ môn Penedo. Chứng kiến phong độ chói sáng của Lukaku, người hâm mộ MU vô cùng sung sướng. Tiền đạo số 9 đã có một mùa giải tích cực và trở thành niềm hy vọng số 1 của đội bóng áo đỏ thành Manchester trong mùa giải tới. Chính vì thế, ngay sau khi Lukaku lập cú đúp đẳng cấp tại World Cup 2018, fan MU đã mở hội trên các diễn đàn. Tờ Manchester Evening News đã nhanh chóng tổng hợp được những chia sẻ thú vị xoay quanh dấu ấn của tiền đạo người Bỉ. Tài khoản Adan Was chia sẻ, Lukaku ghi 2 bàn thắng tại World Cup, trong khi Morata và Lacazette ngồi ngoài xem anh ấy tỏa sáng trên ghế sofa ở nhà. Lukaku là con quái vật không chỉ ở MU mà còn với đội tuyển Bỉ. Chúng tôi may mắn vì có được anh ấy trong đội hình. Anh ấy là một chiến binh, tài khoản sau Ivin tự hào. Trong khi đó có tài khoản chỉ bày tỏ cảm xúc đơn giản nhưng đầy sức nặng. Vua Lukaku. John Clandy lại ví von bàn thắng thứ 2 của Lukaku với Messi. Messi cũng chỉ làm tốt như Lukaku mà thôi. Với 2 bàn thắng ngay trận đầu ra quân và nằm ở bảng đấu không quá khó, gặp Tunisia và Anh tiếp theo, Lukaku có quyền hy vọng vào cuộc đua vua phá lưới World Cup 2018, nhất là khi Anh có sự trở lại của Eden Hazard và De Bruyne, những nhạc trưởng hàng đầu trên thế giới. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Kết quả World Cup 2018 ngày 19 tháng 6, Hàn Quốc thua Thụy Điển vì công nghệ, Bỉ đập nát Panama. Một lần nữa công nghệ VAR được sử dụng, tạo bước ngoặt khiến Hàn Quốc phải nhận thất bại 0-1 trước Thụy Điển trong khuôn khổ bảng F World Cup 2018. World Cup 2018 tiếp tục trải qua những tranh cãi xung quanh việc sử dụng VAR, trợ lý trọng tài video gây nên bước ngoặt quan trọng của trận đấu. Trên sân Nizhny Novgorod, Thụy Điển có được thế trận tốt hơn Hàn Quốc. Tuy nhiên đội bóng Bắc Âu không biết cách tận dụng cơ hội, một phần cũng vì thủ môn Cho Hyung-gu chơi quá hay. Bước ngoặt chỉ đến sau tình huống phạt đền được quyết định bởi VAR, trọng tài chính Joen Agula đã thay đổi quyết định cho Thụy Điển hưởng quả phạt đền từ một pha bóng tranh cãi để lão tướng Granvis ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền. Hàn Quốc đã chơi rất nỗ lực, nhất là trong thời gian cuối trận, nhưng may mắn không mỉm cười với đại diện châu Á và Hàn Quốc đành phải ngậm ngùi trắng tay. Ở trận đấu còn lại vào 22 giờ giữa tuyển Bỉ và Panama đã không có bất ngờ nào xảy ra. Trận đấu được mở khóa bởi một siêu phẩm và kết thúc với ngập tràn bàn thắng. Đội tuyển Bỉ được đánh giá rất cao tại World Cup 2018. Trận ra quân gặp đối thủ yếu như Panama là thời cơ tuyệt vời để thầy trò Roberto Martinez phô trương sức mạnh. Quỷ đỏ tung vào sân đội hình tối ưu với Lukaku, Hazard, De Bruyne trên hàng tấn công. Chính vì thế, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội tuyển Bỉ. Sức ép khủng khiếp đã khiến đội trưởng Torres bên phía Panama mắc sai lầm ngớ ngẩn vào phút 11 và thiếu chút nữa Hazard chớp thời cơ ghi bàn. Sau đó Bỉ thi đấu khẩn trương và ngày càng gia tăng sức ép. Trong hiệp 1, các chân sút áo đỏ tung cả thảy 9 pha dứt điểm, nhưng thủ môn Penedo đã chơi xuất sắc với 3 cú cứu nguy chính xác. Những nỗ lực phòng ngự của Panama và một chút vô duyên bên phía Bỉ đã khiến 45 phút đầu tiên trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Thế nhưng mọi chuyện đã được giải quyết rất nhanh chóng sau giờ nghỉ. Phút 47, Merten tung cú đá quá hiểm hóc đánh bại thủ môn Penedo khai thông bế tắc. Có được bàn thắng đặc biệt quan trọng này, Bỉ thi đấu thanh thoát và nguy hiểm hơn rất nhiều. Lukaku chính là người đã được hưởng lợi nhiều nhất
anh có cú đúp rất đẹp mắt với các tình huống trợ giúp của De Bruyne và Hazard. Cuối trận, Panama nỗ lực dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng danh dự nhưng bất thành. Bỉ có trận ra quân hoàn hảo với chiến thắng 3-0. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Lịch thi đấu World Cup 2018 ngày 19 tháng 6. Samurai Nhật Bản đấu Colombia, Ba Lan gặp Senegal, Nga vs Ai Cập. Lịch thi đấu World Cup ngày 19 tháng 6. Colombia và Nhật Bản sẽ có màn đối đầu trong trận đấu đêm nay. Liệu Nhật Bản có thể chiến thắng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn? Từ 14 tháng 6 đến 15 tháng 7, World Cup 2018 sẽ diễn ra trên 10 sân cỏ của nước Nga. Phóng viên xin cập nhật liên tục lịch thi đấu, kết quả 64 trận đấu hấp dẫn ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. 19 giờ hôm nay, trên sân Moldova Arena sẽ là màn đối đầu giữa Colombia và Nhật Bản. Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Colombia và đội tuyển Nhật Bản thuộc khuôn khổ bảng H vòng chung kết World Cup 2018. Dựa vào số liệu những lần đối đầu, Colombia đang được đánh giá ở chiếu trên. Tuy nhiên Nhật Bản cũng không hề dễ ăn. Đội bóng nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đêm nay? Màn đối đầu giữa Ba Lan và Senegal sẽ diễn ra trên sân Sparta Stadium. Với những nhân tố cốt yếu như Sagnezi, Gilles, Christowias, Gosicki và Lewandowski cũng đủ để người chơi có thể tin tưởng vào một trận thắng cách biệt không lớn dành cho đội tuyển Ba Lan ở trận khởi đầu. Trong khi đó Senegal chỉ trông chờ vào sự tỏa sáng của Mane. Trận đấu đêm muộn rạng sáng ngày 19 tháng 6 sẽ là màn đối đầu giữa Nga và Ai Cập. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân Saint Petersburg Stadium vào lúc 1 giờ giờ Việt Nam và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3, VTV3 HD. Nga là đội chủ nhà của World Cup 2018, được đánh giá cao hơn trong vòng đấu này. Nga được đặc cách không cần tham dự vòng loại. Còn với Ai Cập, đây là lần đầu tiên họ trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm. Là hai trong số những đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng A. Theo các chuyên gia, cuộc đối đầu của Nga và Ai Cập mang ý nghĩa quyết định cục diện của bảng đấu. Lịch phát sóng World Cup hôm nay đêm 19 tháng 6, rạng sáng ngày 20 tháng 6 như sau. 19 giờ bảng H, Colombia gặp Nhật Bản, VTV6 và VTV6 HD. 22 giờ bảng H, Ba Lan gặp Senegal, VTV6 và VTV6 HD. 1 giờ bảng A, Nga gặp Ai Cập, VTV3 và VTV3 HD. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Messi nói điều bất ngờ khi sút hỏng penalty trận Argentina và Ireland tại World Cup 2018. Ngôi sao của Barca tỏ ra thất vọng với bản thân sau khi bỏ lỡ cơ hội 10-10 mang về chiến thắng cho đội tuyển Argentina. Trong trận ra quân tại World Cup tại Nga năm nay ở bảng D, Argentina được đánh giá là vượt trội hơn hẳn so với Iceland, đội tuyển lần đầu tiên được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù là đội mở tỷ số với bàn thắng của Sergio Aguero, niềm vui của AB Celeste lại không được bao lâu khi chỉ 4 phút sau đó, Fibogason đã giúp Iceland có bàn thắng gỡ hòa. Đáng chú ý phút 64, Argentina đứng trước cơ hội rất lớn giành được 3 điểm khi được hưởng một quả phạt đền sau tình huống Messi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc ngôi sao số 1 của họ, Lionel Messi lại không thể chiến thắng thủ thành Henderson, một đạo diễn quay phim nghiệp dư ở Iceland. Trận hòa một đều trước đội tuyển Iceland là 90 phút mà Lionel Messi bị kìm kẹp hoàn toàn trước các chiến binh Viking. Trong trận luôn có 3 cầu thủ kèm cặp Messi mọi lúc mọi nơi. Sau trận đấu, La Pulga cho biết anh rất thất vọng với màn trình diễn của bản thân. Chúng tôi gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm cơ hội. Dù vượt trội hơn Iceland, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng lại không có được kết quả mong muốn. Sút hỏng penalty thực sự rất đau lòng. Sắp tới Argentina buộc phải giành chiến thắng trước Croatia. Khi được hỏi về cảm xúc của mình sau khi không thể ghi bàn trên chấm phạt đền, Messi chia sẻ: "Lo lắng ư? Không phải vậy. Tôi rất tức giận và đau buồn vì đã bỏ lỡ penalty. Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm khi Argentina không giành được 3 điểm trọn vẹn.
Điều này có thể sẽ thay đổi tất cả mọi thứ, nhạc trưởng của Argentina lo lắng đáp. Tuy nhiên Messi vẫn lạc quan trước viễn cảnh tương lai. Chúng tôi vẫn bình tĩnh, không việc gì phải lo cuống lên. Argentina chỉ mới đá trận đầu tiên và đều biết sẽ chẳng dễ dàng gì. Thật đáng tiếc vì chúng tôi xứng đáng giành được một chiến thắng. Ngày 22 tháng 6 tới, Messi sẽ có cơ hội sửa sai khi Argentina đối đầu với đội tuyển Croatia của người đồng đội Ivan Rakitic tại Barcelona. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.